Đó, nó quay bên chỗ cái Linh Lan này luôn này. Nguyễn, em xin chào tất cả các chị, mang vô đây nào. Là bỏ bớt xuống một cái, lấy hết cái dè này xuống cho cô lựa cái nào bỏ ra để bán nè. Ừ, bỏ hết xuống đây. Cái từ bên trong á có mấy cái quan sát để lại đi. Muốn mua áo em mặc đúng không? Bỏ lên đây đi đã. Bỏ mấy cái này đây nè. Bỏ mấy cái này đây. Nè. Bỏ mấy cái này ra cho chị. Nhấc cái bàn kia ra đây cho chị nào. Đẩy mấy cái kia sát ra. Thôi con để y nguyên như vậy đi, không hết cái khổ bàn ấy đâu, cứ nhấc hết lên đây cho cô. Cái dây dưới kìa, cầm cái dây lên. Để y nguyên trên đấy đi, nhấc cái bàn ra đây. Nhìn cho em nha. Nhìn cho em nha các chị nha. Ngực này, eo này, chiều dài này, các thứ này, các chị nhìn kỹ cho em nha. Kéo sực lại đây. Các chị ơi, các chị nhìn số đo kỹ cho em đi rồi hãng mua nha. Không mà mất công lắm luôn em ơi. Ngực eo 87 rồi eo 75 rồi eo 76 rồi eo 72 rồi ngực bao nhiêu đó, vui lòng giúp em nhìn kỹ, thật là kỹ giúp em rồi hãng mua, còn không thôi thì đừng có mua nha các chị nhé.
mất công lắm luôn ấy. Và đặc biệt luôn là hàng này các chị nhìn kỹ cái thể lệ mà mua bên em này các chị, 200.000 này á, thực tế là em nói với các chị là tiền công em may cũng không có luôn, và tiền vải em may thì cho như là tiền vải em tặng các chị rồi đấy, còn tiền công thợ may nhà em nếu mà chị nào đã từng mua thì các chị sẽ biết. Và đặc biệt luôn là áo của em là không phải giống áo của mọi người đâu các chị, không có phải là may mà gọi là để mà mặc lên lấy được cho các chị đâu, 10 cái như 10, cực kỳ chuẩn chuẩn luôn, rất là đẹp luôn. Ngực này là em tính cho các chị là 90 là lúc em lớn ấy, gọi là ngực lớn ấy. Eo là 67 với 70 là cái lúc mà em còn đang là eo lớn ấy. Còn hiện bây giờ eo em chỉ có 60 15 thôi, cho nên các chị sẽ không có những cái áo đấy, ít coi những cái áo đấy lắm luôn. Em trừ heo cho các chị như vậy là các chị biết sao, thường là eo 67 là vì em mặc rất là ôm, còn nhiều chị là không mặc ôm quen đó, cho nên em trừ heo cho các chị như thế. Mông thì không phải nói rồi, dài áo thì 145, còn dài tay của nó là 68. Đa số nha, 95% áo của em tuyệt đối sẽ không có tay ngắn, không có tay lỡ, trừ khi là tay phồng thì em phải may tay lỡ thôi. Còn tất cả áo của em 95% hoàn toàn là tròn sát, tay dài là nhiều nhất. Và cả những cái áo cổ thuyền em cũng rất là hạn chế luôn, vì em không có mặc những cái áo đấy nha các chị nhá. Đây là em nói ví dụ như Thái Tuấn như vậy nè, là eo này phải là 70 này các chị, eo này là phải 70 ấy các chị nha. Như cái áo này là các chị chưa nhìn thấy em xuất hiện luôn á, là em chưa mặc lần nào luôn á ha. Cái này á, nếu em treo cái quần ra đây và bỏ cái quần ra đi nè, còn những cái bịch áo ở kia kìa, mang ra đây 4-5 bịch cho chị coi nè. Chị ơi, ví dụ nha, chỉ có trừ khi là tay này này thì em mới may tay lỡ thôi, còn tất cả luôn 95% các chị nhá, hoàn toàn áo em là tay dài hết nha các chị ơi. Nói trước nè, cái nào mà nó là có bộ á em sẽ tặng các chị luôn nha, em không có tính tiền bộ các chị luôn. Cho nên là các chị mua hàng ấy, thì các chị vui lòng nhìn kỹ cái thông tin giúp em này. Thứ nhất á, là hàng là hàng áo này này, bên em không có hỗ trợ free ship. Thứ hai nữa là khi các chị mua hàng ấy, các chị vui lòng chuyển khoản giúp em, chuyển cọc trước giúp em 30.000 nha. Chuyển cọc trước giúp em 30.000. Còn nếu như mà các chị lấy chắc ăn 100% luôn ấy, thì các chị chuyển khoản hết 100% đơn hàng cho em cũng ok. Cái đó là nhiều chị đã quá tin tưởng Tú rồi. Còn hàng này này, tránh trường hợp gửi đến mở ra, em ơi chị mặc đâu có vừa đâu, sao em lại gửi cái này, sao em lại gửi cái kia, sao em lại gửi cái nọ, rất là mất thời gian vô cùng luôn. Và em nói thật sự với các chị luôn á, rất là nhiều khách hàng yêu cầu, trong những cả những bạn chốt đơn hàng nhà em là bán cho các chị mỗi một chị 20-30 cái. Thật sự là em không hề muốn bán bất cứ một cái áo nào đâu, tại vì em cũng không có phải là may để mà bán lại cho các chị đâu. Có nhiều khi em cần sử dụng, đến mất công mai mốt em phải đi may. Cho nên là đợt này là em sẽ bán cho các chị nào lấy được thì lấy. Ví dụ nha, cái này nó là nguyên bộ thì em sẽ lấy luôn cho các chị luôn. Là em có treo sẵn như thế này luôn, là em sẽ lấy nguyên bộ cho các chị luôn. Còn ví dụ như cái này là em có phối như vậy này, thì em cũng sẽ tính cho các chị là nguyên luôn. Có nghĩa là cái quần này nếu mà nó nằm chung vậy như vậy em vẫn thường mặc ấy. Các chị nhìn kỹ này, là em sẽ tính cho các chị luôn. Đồng giá hết cho em là 200.000 một áo nha. Cái nào có quần thì có, còn cái nào không có quần là đa số chỉ có là áo thôi. Còn cái nào là nguyên bộ thì em sẽ bỏ nguyên bộ cho các chị. Chẳng trường hợp nhiều chị nhận được, Ủa em ơi quần của chị đâu, phiền lắm nha, chia sẻ live stream cho em. Và có một cái này nữa, đưa mấy cái bịch hàng Thái Tuấn lên đây cho chị nè. Cái này là chị nào có nhu cầu thì các chị lấy liền cho em. Các chị biết tới Thái Tuấn ấn kim mà đúng không các chị? Ấn kim này á, là trong đây có hai trường hợp. Một là những trường hợp là hàng màu trơn, ví dụ như là màu trắng này, màu hồng phấn này, màu hồng nút này, màu vàng mỡ gà. Em đi làm hàng cho các chị mà nó còn lại đầu cây ấy, nó nằm một mét mấy mét mấy mét mấy mét mấy. Đi vướng hả? Đi vướng rồi đúng không? 2-3 thanh niên kia ra đây cho cô kéo cái này ra.
đẩy sát qua bên kia đi tí làm lại đấy xong. Đâu cái vật trắng vừa rồi đâu rồi, vật trắng vật đen vừa rồi đâu rồi, đưa chị này. Đúng rồi, đẩy sát bên kia đi. Tí nữa rồi dọn dẹp lại xong. Đây. Cái này á là khi mà em đi làm hàng cho các chị mà hàng thiết kế thì bắt đầu nó có dư ra như thế này này các chị. Nó có 4 màu chủ đạo: màu trắng ngọc trai, màu hồng phấn, màu vàng mỡ gà, màu hồng nút nha các chị nha. Và nó có cả hàng khi tụi em bán cho các chị á. Khi mà em bán cho các chị thì chắc tất nhiên là sẽ có đầu tay như thế này nè, có nghĩa là nó còn dư lại một cái máy thì em sẽ bán hết lại cho các chị nào có nhu cầu. Ví dụ như các chị chỉ cần sử dụng có hàng đó thôi, em sẽ tính mét ra cho các chị. Các chị ví dụ như là thuốc này nó là 1m1, em sẽ tính cho các chị là giá, gọi là giá thấp nhất có thể luôn, bán tặng cho các chị luôn để cho các chị mua về. Ví dụ nhiều chị mua về may áo kiểu, may sơ mi, may quần, may ba tay hay là cái gì đó thì làm nhá. Rồi tất cả hàng này là của Thái Tuấn hết, nó có đủ màu luôn các chị. Màu thì nó có ít nhưng mà nhiều nhất của nó là màu trắng, màu hồng phấn, màu vàng mỡ gà với lại là màu màu hồng nút nha các chị nhá. Lẻ đấy các chị. Mấy cái bật áo dài của chị ấy kéo hết ra đây. Khi mà chị bán cái này nè, xong chị gỡ ra thì em đẩy đi xong chị kia kìa, bỏ cái phiếu vô luôn. Rồi chị để móc ra là phía sau em chị bán. Cái này của chị bán nha, mình gỡ đây cho nha. Các chị ơi, em lên mã số nha. Một cái là bao nhiêu tiền hả? Cũng là tay dài luôn, em không có bàn tay ngắn đâu nha các chị nhé. Huy Trần 92.
Phương Nam số 2. Trần Nhật Phương Linh 902. Cái này là Phạm Thông 558. Lụa này là lụa rẻ khác của cái con. Nguyễn Sa
vô 68. Lụa lân lam này là cái gì? Cực kỳ luôn. Ôi trời đó. Ở đâu mà có cái bộ đồ Phương Nam 615. Học quán em đã mặc cách đây cả 2 năm rồi. Đã đêm nay đó là thiết kế lại luôn. Bây giờ mới hót tiền các chị học quán. Mà đã phải may vải này là vải lụa đẻ két của Thái Quân. Trời. Đây này các chị. Tí nữa em khuyên mãi cho các chị vải lụa Vân Lan. Các chị mua các chị mặc này đẹp lắm. Không có hàng luôn á. Không có hàng luôn á. Giỏi thật đấy chứ. Trời đất ơi. Là cái vải này này các chị, em bán các chị giá có 80 ngàn một vải. Mà em nói em chia lại chứ đầu tiên nhà em bán là 120 ngàn hay 150 ngàn một vải áo ấy. Các chị nhớ không? Đây này, lên áo dài này các chị xinh lắm. Trời ơi. Này. Lụa Hồng Kông này, bên Hồng Chợ Lớn này. Không, may còn phải pha tay, pha gì mặc nữa chứ không phải là mặc. Ở cái áo em dơ lên là các chị biết là đồ là em may, là thợ may thì em may cho em đẹp như thế nào rồi, chứ không có kiểu mà may lấy được méo mó mẹo mọ lắm có đâu các chị. Tuyệt đối. Trời ơi, áo dài của Tú không có dám mà mặc mà méo mó mẹo mọ cho Tú đâu, không có đâu. Chị An Bùi Chu 798. Này các chị nhìn thấy không? Lụa mango này, em phe tay lụa mango đen này. Trời ơi, cái áo huyền thoại này, các chị biết em bán biết bao nhiêu áo không? Bán sơ sơ có mấy trăm cái à. Cao thượng 403. Mấy cái mẫu hoa nhí này đẹp quá trời luôn. Đấy là các chị thấy không? Đấy là lấy từ ở trong bật ra mà chưa ủi là nó đã thẳng thêu mà nó đã đẹp như vậy luôn á. Em mặc đồ em không có quăng ném lung tung đâu các chị. Nhẹ nhàng thôi nha, trời ơi mấy chị hai ơi. Đừng có thằng lợn làm là chữa thằng lợn què à.
phẩm. Kenzo 235. Hoa hậu 158. Vải này em còn rồi các chị. Bé Hạnh 29. Mấy cái mẫu hoa nhí. Anh Nguyên 103. Mấy cái mẫu hoa nhí này em thích lắm. Giờ nó hết hàng. Nguyên Anh Tuyết 712. Nguyễn 642. Thăm chúc đây nữa nè. Cái vải mà em có nói với các chị mà nhà em bán, em chia lại cho các chị 80 ngàn một vải mà đợt vừa rồi em bán ấy, nó nữa này. Thái 145. Lên áo dài đẹp lắm, xinh cực kỳ luôn, mặc là siêu nhẹ luôn á. Trần Nhật Phương lên 575. Anh Nguyên 728. Cho chị qua bên kia kìa nhỏ. Cho chị qua bên kia lấy. Nguyên Anh Tết 870. Thu Hà 170. Diamond. Này là Như Nguyễn 735. Lộ Tây Đô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mai lụa ăn kim nó với chứ. Lý Trần bảy không phải. Đây nữa này các chị. Đây là cái mẫu vải mà em nói với các chị mà em lấy em chia lại cho các chị giá 80.000 một vải áo á. Đây nữa này. Đấy. Em may nhiều lắm, em may chắc phải cả chục cái á các chị. Lên form áo dài rất là đẹp. Chị An Bùi Chu 094. Cái này là em đang bán cho các chị giá có 100.000 là một bộ luôn á. Là một áo dài với một quần áo dài luôn á. Là các chị lên thấy form lên áo dài rất là đẹp. Thái Thái 3 năm. Này gọi là lụa phép hai da này, không phải mango đâu nha. Đây này. Này là một trong những mẫu huyền thoại. Đi vào huyền thoại. Đi vào huyền thoại. Út Hòa 83. Trời ơi, ở đâu có cái áo 500 này các chị ơi. Ai vớ được cái áo 500 này các chị. Trời ơi, dễ thương chưa. Chưa mặc lần nào luôn nhá. Cái này hình như em nhớ em chưa mặc lần nào luôn á. Tại vì nó hết vải cho nên không có mặc á. Đúng không? Cái này là em chưa mặc lần nào luôn á các chị. Tại vì nó hết vải chưa mặc lần nào luôn á trời. Rồi. Đâu có bao nhiêu đâu. Sơ sơ có khoảng 500 cái à. Như Nguyễn 470. Mẫu này cũng vậy nè, sơ sơ có mấy trăm cái à. Chị ơi, số đo em có ghi ở dưới thay chị. Trời ơi, cái này cũng vậy luôn, hình như chế nhớ, chế chua mặn. Đây. Baby Nguyễn 680. Có đính kẻ pha lê ở trên cổ luôn nè. Chưa mặc lần nào luôn nè. Trời đất ơi, cái pha lê này đẹp quá. Lụa Vân Phép đấy các chị. Nguyễn Anh Tết 43. Ui trời ơi, vang danh lẫy lừng. Hồng Vũ Kim 548. Đây luôn. Chưa mặc lần nào luôn nha. Bê Nguyên Hà 509. Em này thì quá nổi tiếng rồi. Bê Nguyên 518. Ai lấy được áo 500 này chị. Trần Duyên 211. Đẩy vô đi thôi. Thư Nguyên Hà 73. Mẫu này cũng vậy này. Lần đầu tiên mở bán 300 mấy chục áo. Trời. 4D ôm rê. Nguyễn Hồng Hoa 037. Ngân Kim 770.
88. Tú chưa mặc lần nào. Ấm kim Tú cũng chưa mặc lần nào. Về sau này, về sau này các chị biết sao không? Em gầy quá, em mặc cổ thuyền không có đẹp cho nên là em không mặc nữa. Cái không phải là em gầy mà là cái cổ em rất là xương, cho nên là em không có mặc cổ thuyền nữa. Vì em biết khuyết điểm của mình ở đâu. Em có nói với các chị mà vải em chia lại cho các chị giá mà đợt về sau này là 80 ngàn một vải á các chị. Phương Nam 77. Ngọc Bích Hồ 796. Xuất sắc chưa? Em vô 505.
12, 3. Phương Hoàng 750. Nhung kỷ niệm cho chị nào áo này rất xuất sắc, áo đi chụp hình luôn đó. Đấy, cho Nhung không, để chọn cho chị nào làm kỷ niệm sao khỏi lên mãi. Cái phòng cái chấm 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 Trần Nhật Phương Linh 005. Chị nhìn thấy dây beo lên áo dài chưa? Quá xuất sắc. Trần Kiều 60. Hồng Vũ Kim 60. Xuống. Hoàng Thiên Xe 94. Quỳnh Anh Tuyết Ba số 2. Quá đẹp. Bây giờ mà có khoảng chừng vài trăm áo bán nhỉ? Vải này các chị. Vải này chỉ là
vải rất là bình thường thôi, bây giờ mà có vài trăm cái bán nha. Hết hàng. Nguyên Anh Tết 148. Là nó có nguyên một bộ luôn á, áo hai lớp, quần hai lớp luôn. Mê mê Thạch Tuyền 3 số 9. Nhung lướt hết dấu vân tay kìa. Trương Bảo Gia Long 068. Chưa hết đúng không? Hả? Hồng Vũ Kim 744. Cái này là ấm kim, chưa mặc lần nào. Hình như cái mẫu này nhà mình còn. Nha. Hòa Thiên Sa 149. Hồng Vũ Kim 011. Cái lô này đúng thật luôn đấy các chị. Về không bỏ mà may cái áo dài mặc chẳng còn cái nào để bán. Chưa mặc lần nào luôn, đẹp vô cùng luôn. Rồi, con này là không chơi đào nào nữa đây. Đây, ai đang đi kiếm tìm cái đào gọi là nổi tiếng nhất của nhà em? Ai lấy? Đây. Đây nè, ai lấy hai đào của nhà em nè, đấy. Bỏ vô cho chị đi. Bỏ vô cho chị. Mày có mặt. Nó là chuyên gia đấy các chị. Nó là
nó là chị Bào. Hồng Vũ Kim 453. Cái này em thích á, cái màu cam này. Chị ơi, ai nói khoai nhí mặc không đẹp? 022. Rất là đơn giản thôi, mặc thêm cái quần đen nữa, trời ơi, nó xinh xỉu. Thái Nhật Quyên 464. Bình Liên Dương Thi 570. Rồi, huyền thoại xuất hiện rồi này các chị. Cái em huyền thoại này nó xuất hiện rồi đấy. Tina Mùi 137. Quay cúi lên cúi xuống tí hồi chóng mặt luôn. Hoa hậu 012. Bảo Hoa Lê 401. Kenjo 45.
chỉ là em luôn ôm chặt anh lúc này. Thuyền của em ấy hôm nay khép rất đẹp, cực kỳ đẹp. Uyên Trần 31, chỉ có điều là em mặc không đẹp thôi. Vì cái chị biết sao không? Thảo Vi 654, em bị lép á, cho nên em mặc cổ thuyền cực kỳ xấu. Chứ còn hôm nay cổ thuyền là rất đẹp luôn. Nguyễn Lê 747, được nguyên bộ luôn này. Có cả quần Hồng Phượng 160. Thu Thảo Trèo 49. Trần 76.
đâu khoảng 6-4 năm. Chị An Bùi Chu 714. Thu Hà 97. Mấy cô nhìn không có rõ. Này là ăn kim mà có thể. Quế Lê 755. Bộ luôn.
560. Bộ sưu tập 762.
Bé dâu Hoàng 41, Nguyễn Lên 36, Kenjo 078. Bây giờ nó còn có mấy màu à? Mặc đứng form đẹp lắm. Nó là 2 da 4D. Cái áo này là tuyệt đối sẽ không vừa bán, trả thêm tiền cũng không bán. Kenjo 610 nó rất thích. Nguyễn 872, này là có nguyên bộ luôn. Nguyễn Linh 537, nhà Sanu Nguyễn 442. Miệng cho nó mới chịu, nó ngồi nó mặc là bắt đầu nó thở dài. Vâng, trời. Gì? Cái gì? Nói gì không nghe gì hết á. Nè, chấm bi nè, dễ thương chưa? Trời ơi. Thúy Hằng Phạm 165. Hoài Trang 065. Bộ sưu tập 37. Con ơi, có dây sạc không cho chế mượn đi. Chế lấy ngay cái dây sạc của chú mày, nó chả liên quan gì cái dây sạc mượn. Dây ở chỗ thịt đó. Là em muốn ôm chặt anh lúc này.
Ông mở bán chắc. Chấm bi không may áo dài được. Rất ư là dễ thương. Cái ni là vũ khúc mùa xuân. Thu Thảo chờ 6 năm. Mẫu này là được nguyên một bộ luôn. Thu Thảo 908. Mẫu đi là chưa mặc lần nào. Kenjo 420. Mẫu này là năm nỉ bán quá trời. Mẫu này thì không có nhiều lắm nhưng mà đủ liền mua chè sữa uống. Mẫu này thì đủ tiền mua trà đào. Bộ sưu tập số 7. Mẫu này đủ tiền bỏ heo mai mốt đi đám cưới của Nhung. Bảo ba lê 227. Mẫu này đủ tiền mua một lê 032. Đủ tiền mua một chỉ vàng cho cháu đấy, lấy vợ. Xem vô 176 chị Thu Thảo, chị lấy bao nhiêu áo không cho chị nói chuyện khỏi chị comment. Đi cho nó mệt đi chị ơi. Mẫu này là fashion. Đào 125. Mẫu này hình như chế chưa mặc. Mimi Thạch Tuyền 229. Mẫu này đã mặc chưa? Kim Thanh Lan 790. Mẫu này chế Tú cũng chưa mặc. Vĩnh Linh 057. Cao Thượng 74. Kenjo 410. An Bình Ngô 86. Mẫu này chế Tú cũng chưa mặc luôn.
ở bên hôm qua em kia gì tụi em đang hết qua đây rồi hả? Rồi bây giờ Việt đứng lên, Việt lấy đứng lên 705 thì lấy bao nhiêu áo Nhung? Tiết lộ cho. Chị Thu Thảo ơi, chị lấy bao nhiêu áo em lựa ra cho chị luôn chị. Thu Thảo chờ thôi, 52 chị khỏi lấy comment nữa để em lựa đi cho chị luôn chị. Chị đóng hai cái bịch kia này nữa kìa nhỏ. Hồi đấy em eo đến bao nhiêu nhỉ? 78 á, cho nên còn áo đẹp. 78 á chị. Hồi đấy em mập lắm, em đi chụp hình đấy. Em có một tấm hình mà em chụp không biết sao nó chụp nó rem như là cô dâu và em đâu dám phốt lên cho các chị xem đâu. Đây này. Đó là cái này này chị. Cái này là nó theo lắc tay này chị này. Đây này mà eo đợt đó là đến cái eo này nó to chà bá lửa luôn. Eo 78 luôn á. Cái quần là quần đầm đấy nè chị. Cái đấy nãy tí kiếm cái quần bỏ vô. Không, cái đấy để làm cho cô mặc đi lấy. Chứ không phải là cứ mắc tiền là cô chuộng đâu. Hai mươi áo màu sáng. Chị có lấy có cổ không? Tại vì cái lô đằng sau này là nhiều có cổ lắm á. 30 hả? Ok. Chi Phạm 455. Nếu mà cái nào cái áo nào là cái quần biết là những cái áo các chị để ý từ nãy giờ nè, các chị để ý cho em nè, đặc biệt là màu trơn là không có, là vì các chị biết sao, hoàn toàn là em để ở trên nhà em khi em mặc các chị xong á, là em để ở trên nhà em mặc đi lễ, màu trơn là nhiều nhất, tất cả các thể loại vải màu trơn nhưng mà nhiều nhất đó là ấm kim là em để trên nhà em, chứ em không có mang xuống dưới đây, cho nên là không phải là em mặc để kinh doanh. Nên là vì sao nhiều chị vẫn cứ nói là sao người thấy người ta bán nhiều lắm mà Tú không bán. Cái này thật sự với các chị luôn là em vui cho các chị em bán vậy cho nó, cho mấy đứa, cho nhiều chị thôi. Thì giờ các chị không có kịp may thì các chị mua áo của em các chị mặc thôi chứ thật sự luôn. Em may em trẻ tiền công hai thợ may một năm là 300 triệu ấy các chị. Toàn tiền công áo dài không. Các chị biết là con số nó khủng khiếp là bao nhiêu luôn. Đó, này các chị này, có một số đo này duy nhất không có số Kenzo đo này. 422. Bây giờ treo hết lên đi để cô lựa cho cô Thảo nè. Có thế nào có thế nào? Hả? Chị cho có thế nào dính đá thì dính đá hả? Dính đá đây. Nè thiết kế nè chị. Lựa thêm ra tăng. Thiết kế nè. Kenzo 20 rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn đấy. Cái này
này nó có quần luôn này chị. Chị. Cái này chắc phải được eo đến 70 á. 70 72 gì á. Cái này là em tặng kỷ niệm dạ, cho chị. Dạ ok chị Thiên Mỹ Nguyên. Này là em tặng kỷ niệm cho chị chứ còn cái này em vẫn còn đang bán cho nên là nguyên cái lô này là tuyệt đối sẽ không có cái nào luôn á. Lấy thì các chị chốt cắt tân hồng cho em nha. Cắt tân hồng cho em nha. Rồi rồi em bán tiếp tục cho các chị chứ. Tiếp tục. Cứ đi xuống rồi đi tìm kéo đỏ của chị.
cái áo con én này hả? Đúng. Ngày nào nó xuống lông đi mới nó đi tìm. Cái này là nha xá này. Mà tụi mình nhìn thấy đợt đấy cái eo của Thế không? Nhìn đến giờ tao thấy, tao nhìn bây giờ tao thấy là thánh thần tiên tì ơi, các chị ơi, có hai gan tay mà trong cái đấy bây giờ cái áo của em vẫn có gan này, so với cái áo thời đấy thì các chị, ô là chèn, ủa xe của đứa nào cứ nhảy đèn liên tục vậy? Ê để em coi đủ chưa, đủ chưa mấy ơi, đủ ba mươi áo chưa, có chưa? Chưa đâu hả? Mới đâu. Đến coi đủ chưa? Đủ 30 cái chưa? Cùng là một vải nhưng mà lật mặt trái lật mặt phải ra may ấy. Chị nào lấy thì các chị chốt bộ hai gen này cho em nhé. 25 ảo đấy rồi. Bao nhiêu? 25. Rồi. Còn bằng này nữa thôi. Hết rồi đấy các chị ơi. Nhăn cái tay lẻ cái chân cho em này các chị ơi. Rồi mấy cái này là tôi đem hơn không á. Hàng dày dặn đẹp lắm. Áo của Tú là tuyệt đối luôn. Áo của Tú tuyệt đối là không có chuyện mà may tà đâu nha. Hoàn toàn là tà luôn. Úc Hoa 51. Dù ai nói nghẻ nói nghiêng, lòng Tú không bao giờ cho ai mặc áo dài và may tà. Nhà Nguyễn 209. Ê, cái này đẹp. Cái này mặc cũng đen, má cháy bỏ chết luôn á. Nguyễn Lê 198. An Bình Ngô 167. Các chị ơi, cái lụa Pandora này em còn này các chị. Cái lụa Pandora trơn này nè. Úc em Hoa còn 53. Mai em cho các bạn xẻ ra bán cho các chị. Lên bộ áo dài đẹp lắm. Lụa Pandora này. Bán mà hết mã số luôn vẫn chưa hết. Em vô 435. Ngân Kim 656. Nhẹ thôi nha Trâm. Mày mỏng măng yếu đuối ấy, nhưng mà mày vào ngoài tao sợ lắm đó nha. Thôi ơi, 2 giờ rưỡi luôn. Trần Thị Ngát 2. Trần Thị Ngát 25. Úc Hoa 110. Hồng Ngọc số 9. Vân Hà 58. Kenzo 649.
lần mà nó hết vải. Trần Thị Nga 630. Nguyễn Lê 892. Bởi thế mới có câu của mình thì mới sót. Thế chị nhỉ. Nguyễn Linh 025. Cạn lời. Bích Ngọc 093. Nhật Quyên 64.
Trần 590. Cái này là nó có nguyên bộ luôn. Bếp Ngọc 59. Lại cười. Chị em đang ngồi dưới này không được hóng. Mày Hà Lương 612. Cái này cũng được nguyên bộ luôn này các chị ơi. Màu này nhà em hay gọi Điện là màu 824. Một cái xoay. Không, cái này không bán đâu. Để mang về nhà mặc đi lễ. Tại vì các chị biết sao không? Bộ siêu tập 665. Mặc vào cái eo nó nhỏ xíu à. Một khi mà mình có quá nhiều áo dài rồi, mình lại có một cái sở thích không giống ai. Nó kỳ lạ vậy đấy. Vĩnh Lên 412. Một khi mà mình đã có đến hàng ngàn cái áo dài rồi thì thật sự luôn là mình có một cái sở thích cực kỳ kỳ lạ luôn. Đó là cái áo huyền thoại mình nó vừa nói xong. Trả giá cũng không bán mà. Bán 200 ngàn chứ giờ trả em 500 ngàn em cũng không bán mà. Kỳ lạ vậy đấy. Còn có nhiều chị là phải ôi vậy phải thật là mắc tiền không, không biết làm sao, nhưng đối với em một ngàn áo của em thì thật sự luôn là em có một cái sở thích kỳ lạ vô cùng. Tại các chị biết sao không, tại các chị biết sao không, thực tế là các chị cứ tưởng tượng là mình phải mua một cái vải gì đó thật là mắc tiền để mình mặc, nhưng mà cái quan trọng nhất khi mà em đã mặc rất là nhiều áo dài rồi ấy, thì em cảm thấy cái vải nào hoặc là cái mẫu nào hoặc là cái chất liệu nào khi mà em may lên ấy, mà em mặc mà em xô được toàn bộ cái nét đẹp của mình, ví dụ như là đường cong này nó may vừa khít, nách ngực mông các thứ và cái màu sắc nó rất là phù hợp với cái nơi của mình đến, thì em lại thấy nó là đẹp. Chứ đối với em thì thật sự với các chị chứ vải 700-800 ngàn, triệu mấy, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Có thể có mặc được nhưng mà lại không thích. Nó ngộ vậy đó. Em ơi Huỳnh 98. Cái mẫu này may là đủ mua 2 chỉ cho cháu lấy vợ. Hôm nãy mua có 1 chỉ thôi, giờ mua 2 chỉ. Và hôm nay cao lắm các chị ơi. Mẫu này chưa mặc lần nào nha. Phương Nguyễn 26. Lý Trần 89. Cho nên các chị thấy không, các chị để ý nhá, ghép em đi có một đôi đấy à, duy nhất là em đi từ năm này qua năm kia, em đi có một đôi duy nhất là các chị, cái gì đồng hồ đeo có một cái duy nhất là các chị, không có cái thứ hai luôn, vì có một cái một duy nhất lấy gì đâu có cái thứ hai mà đeo. Cái quá chết các chị. Trần Lan 17. Cái này thích tắm hết nha. Này Tùng ơi, lô 88. Ủa không, mấy cái đấy là của cô.
Cái đấy là ừ, cái đó với cái tím. Không không, cô mang về nhà luôn, treo đây làm gì nữa chị hai. Cái này chưa mặc lần nào chị ơi. Bộ huyền thoại này nữa. Trả tiền không em. Thảo này là xuyến chi màu xanh đen. Bế Ngọc 4 năm. Ồ, quá xuất sắc. Mê Thủy Đào 04. Chị nào đang đi kiếm cái eo giống Khánh Vân mà. Cái này phải eo được đến 70 lận á. Lụa đặc biệt của Thái Tuấn bây giờ bị bỏ hàng là không còn. Nhung Nguyễn 22. Đây các chị, em có một cái áo nhung này là nhung tuyết nha. Cái này là nhung tuyết nha mấy chế. Nhung tuyết màu xanh ve chai. Em nói trước là nhung này á, các chị mặc á là nó sẽ phải hấp đấy nha. Nguyễn Linh 34. Nhung tuyết đấy các chị. Cái này là Nguyễn 71. Cái này là eo chắc phải được 70-72 nguyên bộ. Cái nhung đấy xếp trước mà đi. Cái này là em may cắt điệu là dễ thương lắm. Tuyệt vời. Cái cổ hơi cắt điều một chút xíu, tay lỡ lỡ. Cái này là vải có bán, có 80.000 một vải áo thôi, chưa có mặc cho nên để mặc đã. Tina Bùi 98. Cái này eo là phải 70-18 nguyên một bộ luôn, để mặc chụp hình à. Đấy. Dung Nguyên 46. Ta nói nó to trà bá nữ luôn. Rồi, một trong những em san hô mà đi vào lòng đất của các chị luôn. Quá trời quá đất, nhiều sự sự yêu mến ở đây. Chốt luôn cho các chế luôn. 83. Cái này cô mang Sài Gòn chưa có mặc mới chế ơi. Em vô 13. Màu đen này là I don't know. Còn cái bộ áo nhật các con này là Tết đi dạo phố với con trai. Màu hồng phấn này là bó tay không bán. Màu trơn này cũng không luôn. Màu trơn này cũng không luôn. Hả? Đây, cái mẫu này đẹp lắm này. Tặng cho chị nào giá tốt mặc Tết này là quá đẹp luôn. Bỏ vô kia cho đủ 30 áo. Đây, ok. Cái này là toàn có cổ không nha các chị ơi. Này là có cổ á các chị. Này là dạng thạch thảo màu cà rốt. Này là hoàn toàn là có cổ hết á. Nó treo, nó treo khùng, treo điên luôn đấy các chị. Nó treo mãi chưa hết, giờ nó mới hết á. Trời ơi, em còn cái lô áo trên nhà em nữa cơ. Chuyến Lê Quỳnh 72. Toàn là Thái Tuấn không, mà toàn là màu trơn. Phải nói là may được chụp hình mà. Nguyên bộ sưu tập chụp hình mười mấy hai chục. Em vô 56. Cái áo con bướm này là chưa mặc lần nào luôn á. Chị thương lắm. Đây là, này là gì nhỉ? Xuyến chi đỏ đô. Genjo 65. Xuyến chi đỏ đô nha các chị. Xuyến chi hoa 10 giờ.
Xuyến chi hoa 10 giờ các chị ơi. Bộ này là cái gì quên mất tiêu tên à? Em vô xem. À, lụa Tô Châu. Cái bộ lụa Tô Châu này đẹp lắm. Này là bạch diệp xanh cổ vịt. Bạch diệp xanh cổ vịt. Này là Dung Nguyễn Tô Châu. Ngọc trai rượu chép nguyên bộ luôn. Này là lụa 4D. Màu nho. Cái này là tỉ muội San Cuban. Mẫu này là đỏ ớt. Hoa này hết sạch sẽ không còn tí nào bán trộm vía các chị. Hoa này rất đắt hàng luôn. Đỏ ớt. Đây là bạch diệp săn ve chai. Đây là tơ tằm ánh hồng. Dạ Nguyễn đỏ ớt. Lụa này lụa gì em quên mất tiêu rồi. Tím thêm cho em nha. Tím thêm cho em. Cái lô lá này cũng vậy này. Trộm vía với mấy chế luôn là về một cái là hết trong một nốt nhẹ. Rất là đẹp, hết hàng. Còn hàng nữa nhưng mà giờ giá nó cao lắm, chẳng bán nữa các chị ơi. Xanh lá. Cái này là tơ tằm xanh. Xanh tím. Tằm hương tím than. Tơ tằm xanh tím. Còn áo dài cắt tân này chưa có mặt của em. Để đây để có mặt đi mà. Cái này là cái gì nhỉ? Cái gì hồi trước nhà mình bán đấy nhỉ Nhung nhỉ? Cái gì mà giống như Văn Chiến Phong? Tơ ý. Tầm ý, ờ xin lỗi. Tầm ý cà rốt nguyên bộ luôn. Cái này là eo được 78. Cái này là đường eo 78 này các chị. Săn ngọc cho em. Rồi hết. Em vô tầm ý. Phòng vũ kim tây ngọc. Săn ngọc đấy là đường eo 78 luôn. Nó to phải nói là kinh hoàng. Nó phải bằng này rồi các chị. Rồi, bây giờ em hỏi các chị này, các chị ơi. Ủa nó đi đâu mất tiêu hết rồi. À, các bạn nhà em ấy, hôm nay có treo lên một số hàng lụa 4D ấy. Tối hôm qua em bán cho các chị chấn động luôn. Giá có 130.000 một áo thôi. Hôm nay các bạn bỏ ra những cái màu đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp lắm, có những màu chưa có cắt bao giờ luôn ấy. Bây giờ các chị có lấy không? Lấy em bỏ ra bán cho các chị nữa nha. Ôi trời ơi, 3 giờ rồi kìa các chị ơi. Bỏ ra đi mấy đứa ơi. Đấy cái tay mình qua bên kia đi. Cho đỡ ở đây đi rồi tí nha. Bỏ quần treo vô trong đó luôn đi. Rồi, các chị ơi. Alo alo, các chị có nói gì không Nhung? Sao bên này chả nhìn thấy gì vậy? Rồi bây giờ bê cả cái này ra ngoài luôn đi, đẩy ba cái bịch này ra ngoài luôn đi mấy đứa. Đẩy xác nó ra ngoài một chút để bỏ cái bàn này ra nè. Cái gì? Rồi, cắt tân xanh.
cắt tên xong nào. Tên xong vừa rồi à? Ủa cắt tên xong nào? Cắt tên xong thì nói để đi dạo phố với con gái dạo Tết. Dạ. Đó, con bạn mình bạn mình bạn. Cho chị áo cắt tên xanh lá đi Tú ơi à. Các chị ơi. Ừ. Bưng ra luôn. Dạ, bưng mày áo đó em không bán nữa nha các chị ơi. Trời ơi, em cho các chị xem em để lại 3 bộ áo dài cắt tân em may để đi dạo phố với con gái này nè. Trời ơi, các chị ơi. Con bé thì em dám may cho nó một bộ áo dài cắt tân mà cả gần 2 triệu bạc đó các chị. Như cái bộ áo dài cắt tân màu hồng lên cho con. Mới mày xong thì thuộc lắm. Nè. Trời ơi. Nè, cưng chưa? Cái này mà mặc chụp hình là hết sảy con bà ngoại luôn á. Nè. 3 bộ luôn á, toàn là may bằng tớ tằm không á chứ. Hơi bị dễ thương luôn á. Nè. Quần vải của nó luôn này các chị. Đó. Trời ơi các chị ơi, áo dài cắt tân các chị phải may màu nổi nổi, pha màu này màu kia màu nọ. Các chị mà mặc màu mà nó trầm tông nó trầm quá là áo dài cắt tân các chị mặc không có đẹp đâu. À, xinh lắm. Cái hoa này nhà em còn nè các chị. Nè chơi hẳn cái quần màu xanh 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 xỉ. Ồ chị Lily Hoàng lâu lắm rồi em mới gặp chị. Nè các chị thấy không, nổi bật cỡ này luôn nè. Để năm nay em còn đi dạo phố với nó nữa chứ. À thứ mùng 6 này em có một cái về Sài Gòn để mở hàng khai trương cho một cái chị mà chị mới mở cửa hàng, em sẽ mặc mấy cái bộ này em chụp hình cho các chị xem. Đây bộ 4D này các chị à. Không em không bán đâu chị ơi, mấy cái bộ đấy em không bán đâu các chị. Các chị muốn may thì các chị cứ mua vải nhà em đi nhá, cứ chị cứ mua vải nhà em đi, xong rồi các chị đưa cho Phong may cho các chị, Phong may cho em không đấy. Hôm qua em kia thì cô nói mà mấy cái tơ tằm mà mấy đứa nào gửi qua cho chị Kim mà cô nói là khỏi cần để cô bán hàng lẻ. Đó, mang ra đây bán các cô hết 100 nghìn cho các cô may đi. Kéo lại một cái xèo lại đây. Phía sau lưng em là lụa 4D 130 ngàn. Xả hết cho các chị giá 130 ngàn luôn. Có tím than, có tím lục bình. Nói chung là vài màu đẹp không. Đây lụa 4D này các chị. Tính cho các chị giá có 130 ngàn thôi. Có lấy không? Không lấy thì em cất nha. Ánh kim trơn hôm qua em bán rồi nha chị Duyễn Lê Quỳnh ơi. Hôm nay tạm hết rồi các chị ơi. Quá trời luôn, còn không tối nay em bán tiếp. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt cho em là tím than nha. Tím than giá 130 ngàn một áo. Xám giá 130 ngàn một áo. Chất vải hoàn toàn là lụa 4D hết. Và miễn phí ship cho mình luôn. Còn không là để tối bán nha các chị ơi. Giờ này 3 giờ là muộn lắm rồi nghỉ á. Tím than, Cathy Lê tím than hai áo, Thảo Trần tím than, Nhê Hu tím than, Tuyền Hà tím than, Đoan Hà tím than, Ngọc Hồ tím than và xám, Liễu Nguyễn tím than, Minh Thủy đào xám. Tổng là 8 tím than đúng không? 2 qua. Cái đây là 4 rồi 5. Nguyễn Thúy xám, Nguyễn Thanh tím than, Ly Ngô xám, Xíu Xíu tím than, 10 đúng không? Hàn Phát tím than, Gia Nghi xám, Hoàn Sơn tím than. Còn một Nhung ơi. Ngọc Đố Bích thêm một xám và một tím than. Hết tím than này tổng mấy xám? 6 xám. 2 3 4 5 6. Chị nào lấy xám thì sốt xám cho em các chị em ơi. Tím than nha các chị ơi. Xám đẹp, trời ơi, xám mặc với quần đỏ đẹp vô gần và rất là sang luôn. Chị
nào lấy thì các chị chốt sẵn cho em nha. Giá có 130.000 thôi các chị ơi. Rồi tiếp tục nè. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em màu Nguyễn Phước Quỳnh Anh xám, Nguyễn Thị Thúy Hạnh xám. Rồi các chị lên mã số cho em đi, đọc một hồi tí lộ tổng phèo cho cháu lên đấy các chị ơi. Đồng giá cho em hết 130.000 một áo và miễn phí ship cho mình, ngăn gọn lẹ 15 phút thôi, còn không thì để tôi dành tối bán các chị ơi. Còn dọn dẹp nữa. Cà phê 28. 4D có màu hồng cà phê không Tú ơi? Biết luôn đấy chị ơi, hình có sao á. Biết luôn bán tới đâu lấy tới đấy nha các chị nha. Minh Thủy Đào 05, Hà Phạm 05, Emmy Thúy Mai 05, Cathy Lê 2 áo 05, Ngọc Đỗ Bích 2 áo 05, Nguyễn Thị Thúy Hạnh 05, Tô Phước 05, Phạm Bảo Hoàng xám 2 áo, Tâm Maria 05, Bích Vân xám, Dê Hua 05, Thanh Nguyễn 05, Đinh Hồng Liệu 05. Nào lấy thì các chị chốt 05 cho em các chị ơi, màu này ở ngoài đẹp lắm. Rồi tiếp tục nhá, màu này các chị lấy thì chốt vàng đồng cho em. Tối hôm qua là không có hàng để bán luôn á. Không có hàng để bán luôn á. 05. Cathy Lê 2 vàng đồng. Tô Phúc vàng đồng. Emmy Thúy Mai vàng đồng, Ngọc Đỗ Bích 2 vàng đồng, Tina Bùi vàng đồng, Xíu Xíu vàng đồng. Quá trời quá đất đẹp. Nguyễn Diệu vàng đồng, Minh Thủy Đào vàng đồng, Kim Vân Bùi vàng đồng, Thu Huệ vàng đồng, Thanh Nguyễn vàng đồng. Chốt cho em là màu bảo hiểm. Về kim xám. Lê Nguyễn vàng đồng. Đẹp Cathy chưa? Lê 2 đỏ rượu. Emmy Thúy Mai đỏ rượu. Đinh Hồng Liệu 2 đỏ rượu, Hồng Diễm đỏ rượu, Nguyễn Diễm Hương đỏ rượu, Lâm Mậu vàng đồng, Hanena Đỗ đỏ rượu, Dê Hô đỏ rượu, Lê Nguyễn đỏ rượu, tổng là mấy đỏ rượu? Nguyễn Văn đỏ rượu, Thái Hà Dương Thị đỏ rượu, Đoàn Loan đỏ rượu, Phạm Bảo Hoàng 2 đỏ rượu, Trúc Nguyên đỏ rượu, Tùng Nguyên đỏ rượu, Ngọc Đỗ Bích 2 đỏ rượu. Chị ơi, chốt cho em tính lục bình nha. Bên em đang bán hộ 4D nha chị.
mình, Nguyễn Lan tím lục mình. Các chị ơi, khoa 4D này mà bây giờ các chị bảo khó khăn nào hơn nè. Em nói chuyện với các chị, khoa này làm cực kỳ khó luôn. Mà mỗi một lần làm là đều thiết kế lên cho các chị đã rất là đẹp rồi. Thì Nguyễn 2 tím lục bình, Kathy Lê 2 tím lục bình, Bùi Thị Hiền tím lục bình, Eva Huỳnh 7 tím lục bình, Hàng Phạm Thiên tím lục bình, Ngọc Đỗ Bích 2 tím lục bình, Nhà Nguyên tím lục bình, Kim Vân Bùi tím lục bình, còn 2 Vì Tâm Mai đi có 05 rồi chị ơi. Anh Trâm tím lục bình, còn 1 Quỳnh Anh tím lục bình, Nguyễn Hồng Sám. Ủa vẫn còn tím the nè. Ôi trời, còn tím the đấy các chị ơi. Bỏ hết chung với vô đâu có sao đâu mà mấy đứa. Không thể làm gì nữa. Qua lại nặng vậy rồi. Tím the còn mấy kìa. Đưa cho cô nè. Tím the còn bằng này nữa này các chị ơi. 2, 4 bài áo nữa. Chốt đơn tím the cho em nè. Ngọc Đỗ Bích 2 tím than, Nguyễn Thơm tím than. Còn 4 Thì Nguyễn 2 tím than. Còn 2 Nhê Hô tím than. Còn 1 Chu Ly Ngô tím than. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh rêu nha. Đẹp lắm. Bây giờ của các chị còn đang bảo cái này có đẹp hay không thì ôi giời ơi, trải qua rất là nhiều rồi các chị ơi, em không muốn bán tới luôn đấy. Nhưng mà các chị cứ yên tâm đi, hàng này qua năm em cho lên một sàn thương mại điện tử, em không bao giờ bán dưới giá 200 ngàn đâu các chị. Tại vì cái chất lượng của hàng này rất đẹp. Ngọc Đỗ Bích xanh rêu 3 áo, Minh Thủy Đào xanh rêu, Em Mi Thúy Mai xanh rêu, Đinh Hồng Liễu 2 xanh rêu, Ri Ngô xanh rêu. Kim Phụ Huynh xanh rêu, Thu Huệ xanh rêu, Cathy Lê 2 xanh rêu, Quỳnh Anh xanh rêu. Có đỏ chị Tô ơi. Tô Phúc xanh rêu. Có đỏ nha, chị nào lấy đỏ thì chốt đỏ cho em. Bàn Lăng tím xanh rêu. Em Mi Thúy Mai đỏ. Thơ Nguyễn xanh rêu, Cathy Lê 2 đỏ, Nhê Hô đỏ. Thì Cathy Lê 2 đỏ, mình có đâu giấm nè. Rồi, một chị đỏ nữa đúng không? Đây, lấy cái này cho chị Thúy Mai nè. Ờ, còn tộc là 2 đỏ, 2 đèo nữa là hết. Bích Ngọc Hoàng đỏ, Kim Vân Bùi đỏ, Thu Huệ xanh rêu 2 áo. Màu này các chị chốt em sang môn nha. Các chị đó, đã mặc hết tất cả rồi. Trời ơi các chị ơi, không có cái hàng nào qua được cái này đâu. Mặc rất là ôm dáng, đẹp tuyệt vời luôn. Nếu mà các chị lựa chọn vải trơn nền nẻ dễ mặc thì cái này là đẹp nhất. Chốt đơn cho em Sun Moon 130 ngàn một áo, miễn phí ship cho mình luôn nha các tình yêu nhá. Eva Huỳnh Sun Moon 4 áo, Cathy Lê Sun Moon 2 áo, Em Đi Thúy Mai Sun Moon, Kim Vân Bùi Sun Moon, Ngọc Đỗ Bích tay môn 2 áo, Anh Trâm tay môn, Hồng Diễm tay môn, Minh Lê tay rêu, Bùi Thị Hiền tay môn, Hà Phạm tay môn, Minh Thủy Đào tay môn, Nguyễn Hạnh tay môn, Thanh Nguyễn tay môn, Eva Huỳnh thêm một tay môn, Tô Thị Kim Nhạc tay môn. Còn 5 săn môn hết. Cho hàng lên cho cô đi Việt ơi. Cho lên cho cháu. Còn này các chị chốt lại là màu gì mấy đứa? Nguyễn Hoa xanh môn. Còn 4 Lan Hoa xanh rôn xanh môn. Còn 3 hôm nay hay gọi là màu gì mấy đứa bạn? À, tím bình thường. Trời đất thánh thần ơi, mình không có đặt tên nên mình không có nhớ nó luôn á.
2, 4, 6 áo nhỏ rồi. 2, 3, 4, 5, 6 áo tím tinh hương nha. 130 ngàn một áo các chị ơi. Cathile 2 tím tinh hương. Yeho tím tinh hương. 3. Eva Huỳnh. Eva Huỳnh, em còn cho chị 3 áo được. Màu này các chị lấy thì các chị chốt cho em là màu hồng dâu. Đô phấn tay môn. Còn 2. Dạ ok chị Eva. Đô thị kim nhàn hồng dâu. Emmy tím mai hồng dâu. Emmy Lê Hai hồng dâu. Tùng Nguyên hồng dâu. Ngọc Đỗ Bích Hai hồng dâu. Thanh Huyền hồng dâu. Còn 3. Thanh Hạ hồng dâu. Còn 2. Quỳnh Anh hồng dâu. Còn 1. Thái Hà Dương Thị hồng dâu. Lê Trần. Linh Trần xanh môn. Cô thấy ở bên phía cái khu vực này còn liên quan, cô thấy ở kia còn cái màu đỏ đâu tôi thì còn còn như mình thấy đó. Màu này các chị chốt cho em là màu xanh đọt chuối nha. Cái gì? Một cân môn. Tím đi hương em hết rồi. Để em coi coi ở trên kho coi còn không, cho tụi nó cắt ra. Lúc nào em tranh thủ em bán sớm nhất cho các chị mua nhé. Màu này các chị cho em là màu xanh đọt chuối. Cathy Lê xanh đọt chuối 2 áo. Tina Vũ xanh đọt chuối. Mấy màu này mặc đẹp tuyệt vời. Trần Chi xanh đọt chuối. Lệ Kim xanh đọt chuối. Hà Yên Mỹ xanh đọt chuối. Kim Vân Bùi xanh đọt chuối. Quần trắng. Các chị ơi, quần trắng. Quần đen. Các chị phối cái này á, cái màu mà màu xanh ve chai, các chị phối vào một bộ cho em thử con. Trời ơi, xuất sắc quá. Màu này các chị chốt cho em là màu tím lại nha. Đỗ Tuyển xanh đọt chuối, Lê Nguyễn xanh đọt chuối, Thanh Nguyễn xanh đọt chuối. Hôm nay là màu da cà phê nè. Emmy Thúy Mai tím lạ. Hà Phạm tím lạ. Thanh Hồng Nguyễn tím lạ. Quỳnh Anh xanh đọt chuối. Ngoan Nguyễn tím lạ. Một này là Công màu da cà phê. Nguyễn Thị Thúy Hạnh da cà phê. Màu này các chị chốt cho em là màu hồng nút. Màu này các chị cho em là xanh đen. 130 ngàn một áo. Màu này các chị cho em là màu xanh đậu. Không đẹp thì khỏi cần trả tiền. Quá đẹp. Màu này các chị chốt cho em là màu gặp. Cathy Lê 2 xanh đen. Hết xanh đen. Emmy Thúy Mai xanh đậu. Xanh đậu cả. Màu này các chị chốt em là đỏ đô. Ngọc Hạnh hồng nút. Hồng nút còn 1. Thảo Nguyễn hồng nút. Hết hồng nút. Emmy Thúy Mai gạch. Gạch còn 4. Hà Phạm gạch. 3. Tùng Nguyên gạch. Còn 2. Nguyễn Diệu xanh đậu. Xanh đậu còn 2. Xanh đậu còn 1. Đoàn Thị Oanh xanh đậu. Hết xanh đậu. Helena Đỗ gạch. Gạch còn 1. Emmy Thúy Mai đỏ đô. Vân Phạm đỏ đô. Hoàng Sơn đỏ đô.
Nguyễn Đỏ Đô. Phòng 5. Đúng Mai Mai Đỏ Đô. Phòng 4. Bộ sưu tập gạch. Hết rồi. Minh Thủy Đào Đỏ Đô. Phòng 3. Quỳnh Như Đỗ Đỏ Đô. Phòng 2. Kim Phụng Huynh Đỏ Đô. Phòng 1. Em Mi Thúy Mai Tím Cà Tiên Tim Đỏ Đô. Hết Đỏ Đô. Cô Phúc Tím Lạ. Linh Lê Thị Linh Lê Diệp Thúy Tím Cà. Ngọc Hạnh Tím Cà. Còn đúng bằng này thôi. Bích Thủy Hồ Tím Lạ. Có 6 áo săn mim không? Chị nào lấy thì cái Quỳnh Anh Tím Cà. Cathy Lê 2 xanh mim. Nè nè. Bỏ vô thằng hèn lỗi cho chị. Em Ba Huỳnh 4 xanh mim. Còn 1. Em Bi Thúy Mai xanh mim. Màu này các chị chốt cho em là màu. Cái khẩu lại là cái màu này đẹp lắm luôn đó. Rất là sang luôn. Màu này các chị chốt em 37 nhá. Săn min màu gì, mặc quần màu gì cho nổi tú ơi. Chị Thanh Huyền ơi, săn min hả? Nổi đúng không? Nổi nhưng mà nổi sang, nổi đẹp. Chị nhà chị có quần màu săn cổ vịt hay săn lông cong không? Chị phối vào cho em nhá. Em Mi Thúy Mai 37. Các chị ơi, hàng này này, đặc biệt mấy cái màu sáng sáng mà các chị mặc nguyên bộ thật sự luôn, rất là nhẹ nhòe luôn. Phối quần nổi lên cho em cả. Ba mươi bảy cho em, giá 130.000 một áo, chất vải là lụa 4D nha. Còn tiếp tục cho các chị luôn. Nguyễn Thị Thúy Hạnh 37. Hà V Nguyễn 37. Màu 37 cho em. Cathy Lê 2 tím cả. Giá cho em 130.000 một áo các chị ơi, 47 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 47 cho em, tính cả đấy chưa? Dạ, dạ, hai. Vân Phạm 47, em Mi Thúy Mai 47, Cathy Lê 2 áo 47, Bùi Trọng 47. Còn hai. Comment giúp em Hồng Vui Động nha.
đậm, Mai Nguyên hồng vôi đậm, Diễm Nguyễn xanh biển, Hà Phạm hồng vôi đậm, Bích Ngọc khoản xanh biển, hết biển. Nguyễn Thị Thúy Hạnh hồng vôi đậm, CB Yun xanh bọt chuối, Tùng Nguyên hồng vôi đậm, còn một vôi. Nguyễn Kim Anh hồng vôi đậm, Lily Hoàng tím cả, Ngọc Lan 47. Bạn đồng với chị không nói hả? Có cả vàng nữa, vàng đồng này rồi vàng nữa. Đây vàng đồng em tính cho các chị là chung hết luôn này. Và nó lọt lại có đúng một cái áo vàng thôi các chị. Cái này là vàng này. Đấy. Đố tuyển vàng tươi. Vàng tươi có áo một duy nhất. Rồi còn mấy cái tơ tằm này là em sẽ em cho các chị hết giá 100 nghìn. Vàng không? Hả? Cái này gọi là vàng không? Vàng đồng. Còn vàng vàng có một áo duy nhất. Đây là mấy cái tơ tằm này các chị. Diễm Nguyên vàng đồng. May áo dài cắt tân cho em đẹp này. Em tính hết các chị giá 100 nghìn này. Em lấy cho chị cái đồng tươi này đẹp lắm. Rất là xanh. Mua luôn này thì em luôn đi rồi em nghĩ cái chế ơi. Cái này là giá 150.000 áo mỏng. Okay, mai áo dài cắt tân mặc giả phố không gái. Màu gì nữa? Thúy Dung đào 19. Tô Thị Kim Nhàn 94. Ngọc Thu 31. Còn 1. Đỗ Tuyệt 31. Nè, đẹp nè. Là một tím than. Nguyễn Hải 54. Tuyết Nhung Nguyên 48. Điệp Nguyễn 48. Cơ Lưu 48. Các chị ơi có 100 ngàn thôi nha. Hòa Rin 54. Trần Trúc 48. Bộ sưu tập 48. Trúc Quỳnh 48. Tô Tiền Kim Nhàn 48. Còn 1. Đỗ Tuyền 48. Hết. Nguyễn Hường 5
đó là tím lạ nha chị, không có mã số. Em Mi Thúy Mai 63. Mai Mai 44. Diễm Nguyên 44. Anh Nguyên 44. Ngọc Thu 08. 08 còn 1. Tuyết Nhung Nguyên 51. 51 hết. Thảo Trần ơi. Hoàng Liên 79. Rồi. Nguyễn Hải 81. 81. Điệp Nguyễn 79. 81. Diễm Thúy 42. Rồi. Tiếp Nhung Nguyên 49. Ánh Quyền Phạm 49. Em Mi Thúy Mai 49. 49 còn 2. Mày lấy chục cái áo dài cắt tâm đi vào phố đó con gái. Như Thùy Nguyễn 79. 79 hết. Diễm Thúy 58. 58 thì giống cho bằng Hồng Kông. Mà Hồng Kông xem. Đỗ Tuyển 58. Mặc áo dài cắt tân có lợi thế lắm các chị. Chị biết sao? Ăn no bụng to không sợ. Mặc áo dài truyền thống. Điệp Nguyễn 58. Em Mi Thúy Mai 58. Thủy Đặng 58. Lê Thu Hường 582 áo. Con phép tiên còn. Hồi Ai 58. Em 1. Thanh Huy 16. 16 cả. 16 còn 1. Mấy mẫu này là bên em hết rồi, không còn. Eva Huỳnh 36 4 áo. Toàn Ký 36 còn 1. Lê Trung 36. 36. Kim Loan Hồ 85. Nguyễn Ngọc 32.
99. Vâng. Điệp Nguyễn 99. Thôi để mai về. Mẹ có một cái chị không? Bằng này có không? Cấu cái gì đấy. Mẹ đứa này nó cũng đủ. Nghỉ nha các chị ơi, hẹn gặp lại các chị vào live stream tối nay. Nó có cả ngọc với lại xanh biển nữa các chị. Nó có cả xanh ngọc và nó có cả xanh biển luôn. Hoa xanh lá xanh biển.